Ô, không phải cưới thật ý. Không phải nói đùa đâu. Nói thật ý. Thật mà. 100% không? 100% không? Chết, cưới thổ cái lễ bà Thủy Linh không Thủy Linh. Ô, quan trọng. Em không thật. Em không quan trọng cái đấy. Tâm thôi. Đi, phải sáng tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm lớn, năm đứa, năm đứa. Cô đấy của bà thái bát năm đứa. Đứa liều với bà nó quấy khó cả đấy. Khói nóng lắm lấy cái quạt cũng được. Không nóng đâu. Sợ nhất là cô nó khó vào về mắt. Nóng không? Không, nóng đâu. Cắm ở kia nó có ba cây hương kia nó hút vào nó quạt hương vào đấy để tránh cái hương ra được. Nó ở đâu